Mùa thu năm 2017, Thư Kỳ Phùng Đức Luân chính thức biến thành hậu phi chồng trong đám cưới bí mật. Sau hơn một năm kết hôn, cả hai vô cùng kín đáo tiến về cuộc hôn nhân của mình trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí, người ta cũng không thấy cả hai sinh ra cùng nhau. Trong một năm qua, Phùng Đức Luân không hề đăng tải hình ảnh hậu phi trên trang cá nhân, khiến tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa hai người không ít lần xôn xao mạng xã hội. Nhiều tin đồn còn cho rằng Phùng Đức Luân không vượt qua được căng đang đóng phim nóng của hậu phi nên thế hệ chia tay. Có tin lại cho hay, rạn nứt hôn nhân khi cả hai đều bận rộn với sự nghiệp riêng, ít có thời gian dành cho nhau. Tuy nhiên, gần đây, Thư Kỳ và chồng đã đáp lại tin đồn chia tay bằng những hình ảnh thân thiết trên mạng xã hội, nơi cô xem là trái đất riêng tư của cả hai. Phùng Đức Luân khoe ảnh hậu phi chụp. Phùng Đức Luân đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình hình ảnh thế hệ nhất của bản thân, nam diễn viên còn không ngần ngại khoe bức ảnh do chính Thư Kỳ chụp và dành lời khen ngợi cho hậu phi mình. Sau đó, Thư Kỳ cũng không quên bình luận hài hước, giả dân thanh giả dờ nho nhã. Màn tương tác thân ái của Phùng Đức Luân và Thư Kỳ khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Nhiều người còn để lại bình luận hâm mộ cuộc hôn nhân an ninh của cặp đôi. Nguồn Sina.